nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Bên Duy đang triển khai một cái chương trình hỗ trợ tài chính vô cùng đặc biệt luôn các bạn. Có thể nói đây là một cái chương trình mà đặc biệt nhất từ trước tới giờ mà Duy thấy, cũng như là trong cái sự nghiệp bán hàng của Duy trong như là 8 năm, 9 năm nay thì Duy mới có thấy một cái chương trình mà hỗ trợ tốt như vậy. Đó, thì cái chương trình của bên Duy với cái thông điệp là chọn dẫn đầu, ngừng do dự. Có nghĩa là với cái chương trình này, bên Duy sẽ hỗ trợ cho những anh chị và các bạn đang quan tâm đến những cái chiếc xe Mercedes-Benz và có thể là hỗ trợ cho anh chị ở mức tài chính có thể là lấy nhanh nhất có thể. Thay vì các anh chị các bạn đã thích, đã rất là mong muốn được sở hữu một cái chiếc xe Mercedes-Benz rồi, nhưng cái thời gian có thể là 1 năm hoặc là 2 năm nữa các anh chị và các bạn mới có thể sở hữu được, cũng như là tích lũy cho mình một cái khoản tiền dự trữ, thì với cái chương trình này các anh chị có thể sở hữu xe Mercedes-Benz ngay và luôn các bạn. Đó, chỉ với 5 triệu đồng trên 1 tháng là các anh chị và các bạn đã sở hữu được các chiếc xe Mercedes-Benz rồi. Đó, thì với 5 triệu đồng 1 tháng các bạn, không phải là tất cả những cái mẫu xe bên Duy đều trả ở cái mức 5 triệu đồng 1 tháng. Với cái thông điệp này, Mercedes-Benz muốn đưa ra ở một cái mức coi như là thấp nhất. Đó, thấp nhất là 5 triệu đồng, thì đối với cái chiếc xe đang áp dụng là C180. Đó, nhưng mà tùy theo những cái mẫu xe, chẳng hạn như là C200 hoặc là C300 hoặc là E hoặc là những dòng xe GLC, thì bên Duy sẽ có những cái mức trả tương ứng. Chẳng hạn như các anh chị thích C200 Exclusive thì có thể trả đâu đó khoảng tầm 6 triệu đồng một tháng. Đó, hoặc là C300 AMG thì chỉ với mức là 8 triệu đồng một tháng, vân vân và vân vân. Đó, thì những anh chị và các bạn nào đó đang quan tâm, đang thích một cái mẫu xe nào đó thì các anh chị đừng ngần ngại gọi cho Duy. Đó, thì tùy theo những anh chị lựa chọn cái thời gian nhận xe, cũng như là cái màu sắc, cũng như là cái dòng xe nào đó, thì bên Duy sẽ có một cái đội ngũ tài chính sẽ làm việc với anh chị các bạn, cũng như là tư vấn cho anh chị các bạn làm sao các anh chị các bạn có thể trả thấp nhất có thể ha, thấp nhất có thể luôn. Đó, thì với cái chương trình mà hỗ trợ tài chính đặc biệt này thì bên Duy muốn là những anh chị và các bạn nào đó mà đang rất là mê, đang rất là bị say đắm bởi những cái chiếc xe Mercedes-Benz mà chưa có cái điều kiện để sở hữu, và đâu đó còn đang tìm hiểu những cái mẫu xe phổ thông hơn, chẳng hạn như là Honda, Kia hoặc là kể cả Toyota. Đó, thì Duy nghĩ là với mức trả mà 5 triệu đồng một tháng thì các bạn sở hữu được một chiếc xe Mercedes-Benz đó, thì Duy nghĩ là so với những cái mẫu xe mà phổ thông hơn thì các bạn thấy không, trả thấp hơn rất là nhiều luôn. Đó, thì với cái chương trình này chi tiết như thế nào và điều kiện áp dụng như thế nào thì các anh chị hãy gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Nếu các bạn thấy video clip của mình hay thì đừng quên bấm like và share với mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz, cũng như là những cái chương trình khuyến mại đặc biệt từ Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo.